Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của em nhé. Ok, thì hôm nay mình sẽ đi từ Lotte quận 7, mình về thẳng Nhà Bè luôn quý vị. Mình đi đường này thì nó có vẻ nhanh hơn là cái đường quẹo qua bên tay trái nãy á, là mình để thẳng luôn rồi nó lẹ hơn. Đây đường thẳng mà, cái kia thì đường vòng. Thế mình đi Nhà Bè, đi đường kia đi đường vòng. Đi đường vòng bên kia mình sẽ đi qua cái đường Bình Tân Phát. Nè, quẹo bên trái hồi nãy là qua cái đoạn đường mới đi thập. Thập xong mình chạy tới đoạn đường cái tư dọc Bình Tân Phát, mình sẽ quẹo bên phải. Chạy mình thẳng Bình Tân Phát luôn. Mình chạy xuống Nhà Bè. Ở đây cũng Nhà Bè nhưng mà mình đi đường thẳng nè. Thì con đường này là con đường Nguyễn Hữu Thọ đó vậy. Nó với trước mặt chúng ta là Đại học Tôn Đức Thắng. Bên hông cái đại học Tôn, đối diện cái đại học Tôn Đức Thắng này có rất là nhiều cái chỗ bán đồ ngoài lề đường cho sinh viên. Nè, đó, đại học Tôn Đức Thắng là quý vị. Lớn à, khá là lớn ha. Thường thì ban ngày lúc mà sinh viên mà ra trường á quý vị, nó đông kinh lắm, đông nghẹt luôn á. Phía trước mặt chúng ta là giao lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Nguyễn Văn Linh ha. Thì để thẳng luôn chúng ta sẽ về Hiệp Phước, Nhà Bè. Thấy mấy chiếc xe bồ không? Tại vì khu Hiệp Phước này là một cái khu công nghiệp ha. Cho nên là xe chở bồ, chở xe bồ, chở xi măng rồi kia về rất là đông. Điều này không. Và tương lai thì ở dưới xã Hiệp Phước đó, nó đang có một sự thay đổi như vậy. Là đường xá đang nâng cấp cơ sở hạ tầng lên. Tại vì bây giờ đó là Hiệp Phước mới có một cái cảng nữa, cái cảng này tương đối khá là lớn ở Sài Gòn. Thì ở Hiệp Phước thì bây giờ là có hai cái cảng quý vị, cảng Sài Gòn với một cái cảng Hiệp Phước, hai cái gần nhau. Thì hôm nào em sẽ quay lại, hôm nào
nào mình sẽ quay lại cái khu công nghiệp Phước trong thời điểm hiện tại như thế nào để gửi đến cho cả nhà mình. Đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ kênh cho em nhé. Khu này là hôm trước là nó ngưng công trình, nó ngưng lâu rồi mà như bây giờ nó bắt đầu nó xây dựng lại sao á, thấy nó làm cổng đồ lại hết, chắc là xây dựng lại đó. Khi mà mình chạy vào đây nó có một cái chỗ bán đèn trang trí nhà cửa rất là đẹp, đủ các loại đèn luôn, có hiệu đó là Vua Đèn quý vị. Quý vị thấy không, trước mặt là cái cửa hiệu bán đèn trang trí nhà cửa Vua Đèn, họ có website luôn, vuadèn.com. Rất là đẹp ha. Trong đây thì nó cũng có những cái khu căn hộ của Hoàng Anh Gia Lai và những cái nhà đầu tư khác, ví dụ như Lavida rồi Dairon, nhiều lắm. Nói chung ra bây giờ tập trung về đây xây những cái khu căn hộ trong này rồi, tương lai thì trong này nó cũng nhộn nhịp không kém gì Phú Mỹ Hưng đâu cả quý vị. Quý vị thấy là cái khu chung cư đó thấy không? Quý vị nhìn thấy không? Đó, khu chung cư rất là nhiều khu chung cư ha. Ở xa xa quý vị thấy không? Có hai ba cái khu chung cư liền kề nhau quý vị. Hồi em sẽ chạy tới cái đoạn đường mà của La Vida, không biết phải La Vida không, thì ở đây nó xây nhà không phải một dạng chung cư đâu quý vị, xây nhà mà giống như khu căn hộ cao cấp vậy, không giống như khu nhà cao cấp á. Em thấy nó xây rất là đẹp, to lớn, chắc giá chắc hỏng tay á. Đó, quý vị thấy không? Đó, công trình cũng đang xây dựng gấp rút. Khu căn hộ bên lề đường đó, quý vị thấy không? Đang gấp rút để hoàn thành á. Cái chạy thẳng tới thôi ha, thì tới đó em sẽ giới thiệu với quý vị những cái khu căn nhà mà xây thuộc dạng cho đại gia thì kiều ở, người có thu nhập thấp thì ở không nổi đâu. Đây là quý vị, khi mà mình chạy thẳng một hồi khoảng chừng các cây số á, chúng ta cho đến giao lộ đó là bên trái chúng ta là quẹo đó đi được Bùi Trọng Phát, quẹo đó mình sẽ giao lộ Bùi Trọng Phát, còn quẹo phải mình đi được Lê Văn Lương. Thì nãy em có nói quý vị đó là những cái căn nhà mà họ xây rất là giống nhau, giống như cái chữ xây của Mỹ á, đó là do tập đoàn La Villa ha. Đó, quý vị thấy đó, thấy không, công trình đang thi công. Đó, những căn nhà này thì em nghĩ là cao cấp rồi đó quý vị. Thì hôm nào em sẽ đi ban ngày em quay lại khung cảnh, nếu được thì em có thể vào trong em quay luôn để gửi đến quý vị và các bạn.
Còn phía bên kia là những cái con nhà của Dairon. À, Dairon nó hình như là nó đã có cho thuê hoặc là nó bán rồi, nó mở bán gì rồi. Đó. Chị thấy không? Đó thì cái bảng đỏ đỏ đó thì nó để là cho thuê. Thuê nguyên căn. Khu nhà như thế này thì rất rất giống những cái khu nhà ở bên Mỹ ha. Mà ở kiến trúc ở Việt Nam thì đa số là xây nhà bằng xi măng cốt thép rồi không ha. Ở nước ngoài như bên Mỹ thì là xây nhà bằng gỗ không ạ. Chúng ta chạy thẳng luôn là chúng ta sẽ tới luôn cái đường vào khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè. Chết rồi quý vị ơi, nãy lo chạy lo quay xong quên đổ xăng rồi, xăng hết rồi. Nguy hiểm quá, đường này vắng quá, đường này không có cây xăng, phải chạy tầm khoảng chừng 2 cây số nữa mới có được một cây xăng. Hy vọng là sẽ còn đủ xăng thì chúng ta qua 2 cây cầu nữa chúng ta sẽ tới cái đường vào khu công nghiệp ha quý vị ha. Đó, đây là cây cầu thứ nhất quý vị ha, cầu Phước Kiển 2. Đây rồi có những người câu cá đây. À, trước mặt chúng ta thêm một cây cầu nữa là chúng ta sẽ về tới đường đi vô khu công nghiệp. Đêm đây yên tĩnh lắm quý vị, cây nhà lá vườn rồi không à, yên tĩnh lắm. Em nghĩ chắc tương lai cái đường này nó mở rộng lên, tại vì hai cái cảng mà nó hoàn thành xong hết rồi, nó đi vào hoạt động rồi quý vị, thì cái đường này chắc chắn nó sẽ mở rộng lên. Cái lúc giữa này là nó có thể nó sẽ lắp cho bằng luôn, xây mở rộng được lên. Chết tôi rồi, có dấu hiệu hết xăng rồi. Thì qua cầu này là chúng ta sẽ tới con đường mà đi vô khu công nghiệp Hiệp Phước của Nhà Bè quý vị. Thì hẹn quý vị ở những video sau, em sẽ review lại cái khu công nghiệp của mình ngày nay có khác ngày xưa hay không. Rồi, ngày xưa quý vị, cái chỗ này là chúng ta có một cái bùng binh như nè, muốn quẹo qua phía bên đó là chúng ta phải đi lòn qua bên đây rồi vòng xuống đó, nhưng mà hiện tại thì nó đã làm thẳng luôn. À, mới hoàn thành xong đây có 2 tháng rồi quý vị, nó thẳng xuống luôn rồi đó, cho nên chúng ta xuống đây chúng ta đi khu công nghiệp Phước bên đó cũng được, đi bên đây cũng được. À, bên đó thì có thể bên tay trái chúng ta là có thể dành cho những cái xe lớn như xe bồn, xe chở cát. Phía bên đây thì chúng ta có thể đi xe hông gắn máy. Cố lên tôi ơi, còn khoảng chừng 500m nữa là tới chỗ đổ xăng rồi. Đây là con đường.
đường đi vào khu công nghiệp Phước nha quý vị. Chạy thẳng tới tàu khoảng chừng 5 cây số, 3 cây số nữa là tới rồi. Để từ Nguyễn Văn Linh mà vào khu công nghiệp bên trong khu công nghiệp Phước luôn á là 10 km. Mà nãy giờ chúng ta đi là ở tầm 6-7 km rồi. Đây ban đêm thì cũng vắng vẻ thôi, chỉ có khu gần cái cổng vào khu công nghiệp đó mới nhộn nhịp. Nhộn nhịp đây trong đó là khu công nghiệp mà như quý vị cũng biết thì công nhân nhiều ha. Nhưng mà mở quán nhậu rất là nhiều. Thì công nhân đi làm về thì sau khi mà làm về thì anh em phải rủ nhau để bàn công việc hay là vui chơi gì đó để xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì ở Việt Nam nó sướng cái vậy quý vị ơi. Vậy nên nhớ nha, mình đi đường trong Sài Gòn mình nó được bây giờ lấn lên, chứ không bắt cái việc lấn lên là dữ lắm luôn á. Rồi tới cây xăng rồi, vào lối xăng thôi. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video nha. Hẹn gặp quý vị ở những video tiếp theo. Đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Em qua lối xăng đây. Bye bye.